Vâng, hello, lại là em Thịnh Bến Tre đây. Em Thịnh chuyên bán ô tô đây. Anh em có xe bán thì gọi cho em qua số 0564717171. Anh em nào chưa đăng ký kênh bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video nha. Chúc anh em mình thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Thì trước mắt anh em mình là xe Kia Morning 2016, xe gia đình, nguyên zin không lỗi, máy số green, mặt máy green chưa mở. Xe chạy mới có 100.000 hơn thôi. 4 mâm 4 lớp vỏ mới rồi anh chị. Có cái mâm nó hơi chạy chạy tí xíu, mời cho đi sơn lại là anh em mình là hết can xi ban liền ha. Mâm nó hơi chạy chạy tí là mời đi sơn lại, mâm vỏ mới tinh nè. Đó, anh em nhìn nè, cua về rim của xe luôn nè anh chị nha. Cua về rim chưa sơn, chưa có phủ gầm gì luôn. Cụm đèn số 7, đèn mẫu mới rồi. Anh em về đi, chắc xe đẹp gia đình. Đó, anh em mình nói chung là mua về sẵn đi thôi, không làm 1.000 nào nữa nha anh chị nha. Bao dùng với anh chị luôn ha anh chị ha. Đó, xe này còn rất là mới và đẹp luôn. Đó, nói chung là xe gia đình. Cái cửa này đóng không sáng, em đóng lại em mở cho anh em mình xem. Đó. Rất là đẹp anh chị ha, về sơn si thì khỏi phải chê luôn anh chị nha. Đó, anh em nhìn nè, con điện keo chỉ nè. Ốc cabo chưa mở, sùng chỉ keo chỉ riêng nguyên bản nè anh chị nha. Ốc cabo chưa có dấu mở luôn anh chị nha. Bon điện nè anh chị nhìn là 100% nha. Đó, phía sau nè, đồ mũ nó là rất là mới và đẹp luôn. Phụ tùng heo xe còn mâm xi cua, đồ mở còn đầy đủ hết. Đó, nước sơn riêng, sùng chỉ keo chỉ cốp 100% nè anh chị không. Đó, xe không lỗi, không taxi, không dịch vụ, sùng chỉ keo chỉ riêng nguyên bản. Đó, túp lô túp ly còn rất là mới, không có khoan đục gì hết anh chị nhìn nè ha. Bon điện bách cửa, bon điện ở trong nè anh chị nhìn nè. Nói chung là lâu lâu mới mua mấy xe đẹp đẹp này để quay cho anh em mình xem. Dàn ghế nó có một bọc mới anh chị nha. Đó, trần thì ghi theo xe anh chị ha. Trần ghi túp lô túp ly ghi nguyên bản. Ốc tán còn mới tinh luôn nè. Đó, túp lô túp ly sùng chỉ keo chỉ ghi 100%. Nước xương rim xe này còn hầu như là 90 mấy% anh chị nha. Và hờ túp lô túp ly nè anh em nhìn nè. Chất xe rất là đẹp, củ số hay nhìn có bon là hắn tay cũng còn cứng cừ nè. Xe đi đúng ô đô anh em nhìn vô lăng nó như mới nha. À, vô lăng này nếu mà chịu tua đồng hồ thì những anh em nào mà hay tua thì tua đồng hồ dòng này thì tua tầm khoảng 70.000 trả hay biết. Nhưng xe này đi đúng ô đô 168.000. Em mua sao để vậy, không bao giờ tua đồng hồ hết anh chị nha. Màn hình này rồi các kiểu rồi. Trần zin theo xe nè. Ghế bọc mới. Cửa nè, còn rất là mới. Sơn si gầm bệ máy móc khỏi phải chê anh em nha. Gầm bệ chuẩn 100% luôn. Đăng kiểm tháng 4 2024, cuối tháng 4 anh chị nha. Đó, cụm đèn quá là mới và đẹp rồi. Đó, anh em về đi thôi. Giá này cực kỳ ưu đãi và em đang thích giá cho anh em mình, chỉ còn 186 triệu đang giảm giá cho anh em mình ha. Anh em về đi nha anh em nha. Kính bấm gương, kính chỉnh điện, kính bấm trợ lực nhẹ, bát cửa bon điện, tem bọng nhãn mát của xe cũng còn đầy đủ, không thiếu thứ gì. Đó, con cóc giá rẻ gia đình mà bản đủ nữa. Ố lộn, bản này bản tiêu chuẩn lộn bản đủ anh chị nha. Được cái gia đình ha. Đó, anh em nhìn nè, ốc tán cabo chưa mở luôn nè anh chị. Bon điện keo chỉ rin nè, ốc tán cabo rin luôn nè. Nói chung là ốc trước ốc sau keo chỉ zin hết. À, keo chỉ học lòng về bánh xe cua zin hết luôn nè chị nhìn thấy không. Đó, máy nè, mặt máy nè em du luôn chị, hai máy còn zin, số còn zin luôn nè. Xe mà anh em mình qua mà có đổ hơi đổ khói em cho anh em mình luôn nha. Em bán chiếc xe này em sẽ không bán, em cho anh em mình nha. Đó, hộp số còn tính tươi luôn nè ha. Cái máy em du và dù luôn. Đó, cabo sùng chỉ keo chỉ zin hết nè anh chị nha. Đây. Giá này là cực kỳ yêu dấu anh chị nha. Đó, chỉ có 186 triệu. Anh em mình có một xe gia đình đời 2016 đời cao này số 7 đi rồi. Đi Tết ngon lành. Đó thì anh em nào thích cái mẫu này thì anh em liên hệ cho em qua số là 0866 6789 71 và 0834 33 3371. Địa chỉ anh em mình gõ Google Thịnh Bến Tre đi theo vị trí là tới ngay. Rất là nhiều xe đợi anh em cứ qua lựa, qua lái thử, qua chạy thử. Đừng có ngại ngùng gì hết anh chị nha. Cứ qua cứ alo nhân viên em. Bên em sẽ cho anh em mình nợ lại, không lấy lãi cho thiếu luôn. Đổi xe máy, đổi ô tô. Đó, anh em quan tâm thì liên hệ em, cảm ơn rất nhiều. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em mình bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video hơn từ bên em Thịnh Bến Tre. Em cảm ơn nhiều nha anh em nha.